Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Matic, Matic và Matic Ngày bây giờ là 2h55 phút uh, chiều Ngày 28 tháng 10, 2023 là nhiều luôn uh, Giá Matic ngay bây giờ là 0.6223 Ok Về đếm sóng thì ngay bây giờ nó đang nằm ở sóng số 3 Ok, sóng số 3 có thể tiếp tục lên chút xíu nữa Rồi sau đó là sóng số 4 xảy ra Sau đó là sóng số 5 Ok uh, Đó là Matic Vừa riêng Đây là cái khung 1 giờ Ok Cho những người nào mới bước vô trong cái thị trường này Ok bất cứ bạn theo dõi một cái đầu nào thì bạn phải coi ít nhất 10 tới 15 tập vừa rồi để bạn hỏi câu chuyện để bạn hiểu câu chuyện nha à, cái đó là một lời khuyên để anh để à, bạn có thể chốt đường chốt đơn chốt đơn chốt đơn ok vừa rồi về đếm sóng thì đây là là sóng số 5 ok vừa, vừa rồi à, sóng số 5 á, là mình nói nó lên nó chốt nó cắn những con này ok và nó cắn con năm mươi năm chín con sáu ba ok và vừa rồi nó râu lên tới sáu mươi sáu mươi 66 lần. Ok, chúc mừng cho những người anh em đã lên thắng 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 cái cuộc bay bổng này. Ok. Đây là cái tín hiệu ok mình uh, mình đã cung cấp cho bạn ok trong những cái tập vừa rồi ok và vừa rồi nó đã cũng là hoàn hoàn thành đúng không thì mình đi xóa hết bất những cái cái thông tin này đi ok chúc mừng cho những người nam đã thắng đồng ma đẹp vừa rồi ok thì đây là cái trend lớn vừa rồi mình đã thay đổi sóng ok nó đang nằm trong cái khung màu đen như vậy đi lên xác suất là 60% là phá vỡ đi xuống kế tiếp đúng không nhưng nó sẽ đi lên đã ngay bây giờ nó đang nằm ở sóng số 3 thôi Hồi nãy ở đây mình nói là sóng số 3 có thể tiếp tục thêm, ok. Sóng số 3 có thể vỡ lên thêm chút xíu rồi quay đầu đi xuống, ok. Hoặc quay đầu đi xuống luôn ngay bây giờ. Nếu mà nó quay đầu đi xuống luôn á thì là sóng số 4 được xảy ra, sau đó mình có sóng số 5. Đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Ok thì mình đang nằm trong sóng số 3. Sóng số 3 có thể rau ri lên thêm được nữa rồi sau đó quay đầu đi xuống. Nhưng cái quan trọng kế tiếp thì rõ ràng Vừa rồi mình đã nói là năm sóng đi lên sau đó là có những cái sóng hồi đúng không? Thì đây là 1 2 3 để xuống sóng số 4. Thì đây, mình xóa luôn cho nó dễ hiểu nha. Nhớ coi những cái tập vừa rồi nha chứ không có được bỏ lỡ một cái tập nào hết. Coi ít nhất 10 tập vừa rồi cho những người nào mới nhảy vô thị trường này. Xóa bớt ở đây luôn, ok. Xin lỗi bạn. Ok. Coi làm xóa bớt đi để cho nó cái trend cái cái màn hình nó dễ hiểu hơn, rõ hơn, ok. Thì Sống, nếu mà tiếp tục đi xuống nghe ít nhất là đánh vỡ cái đỉnh này này cây 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 cái, 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 cái đáy vừa rồi nè là cái, cái con giá là 60 thì mình biết là nó đang trên cái đường đi xuống sóng số 4 ok sóng số 4 đây là những con giá nó chống lần mình đã vẽ sẵn cho bạn rồi 597 577 558 nhớ vừa rồi là con giá 558 mình đánh vỡ ok thì bây giờ nó chống nếu nó phải nằm ở trên 558 để sóng số 5 được diễn ra 558 5 5 tạm, ok. Để sóng số 5 được diễn ra. Sóng số 5 thì lên ở cái vùng này, ok. À, 0.64, 0.69, 72, 75, ok. Rồi sau đó là mình sao? Sao? Đó là năm sóng đi lên, đúng không? Năm sóng đi lên là cái đóng dấu đầu tiên là cái cho nó thay đổi từ xuống. Từ xuống đổi thành lên, từ xuống đổi thành lên mình cần năm sóng, đầu tiên đi lên. Sau đó mình cần ba sóng hồi để đóng dấu lần thứ hai 1 2 3. Năm sóng đi lên là đóng dấu lần đầu tiên ba sóng đi xuống là đóng dấu lần thứ hai, ok? chỗ này là cái vùng nhưng mà nhớ là ba sóng nó đã phải đáp cánh một hai ba đáp cánh đáp cánh để mình mua vô để mình lên mình chốt một cái đường rất là ngon nhưng mà nếu mà nó năm sóng đi xuống luôn có nghĩa là cái trend đã phá vỡ đã đã gọi là nó cái sóng đi lên nó đã bị thất bại và nó đã tụt tụt xuống lại luôn thì ngay bây giờ mình chỉ là tờ, gọi lại trên cái con đường mới là bập bển với sóng số 3 thôi nga nó khá là sớm ok nó nó đi chậm hơn những cái đồng khác nha cũng giống như bitcoin vân 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 à, bởi vì vậy nha ngay bây giờ là mình nói là uh, cái đáy vừa rồi của 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 cái đồng ma đẹp á là đáy rồi cái này là đáy rồi nó sẽ lên 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 luôn thì quá sớm mình cần năm sóng đi lên để đóng dấu là lần đầu tiên là đây là đáy nhưng mình cần cái đóng dấu thứ hai nữa một hai ba đây là đóng dấu lần thứ hai đây là những thứ mình kê chia sẻ cả trăm 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 lần rồi mà mình nghe video này mình đi lặp lại nó ba bốn lần để cho những người mới nghe những người mới chủ yếu là những người mới ok xóa luôn cái này nó làm rối cái màn hình ok làm rối cái màn hình ok thì xác suất là sóng số 4 sẽ xảy ra sóng số 3 có thể râu ri lên thêm chút xíu nữa rồi hồi lại hồi lại nhưng lúc mà sóng số 4 xảy ra đó để ý cái, cái đường chỉ này nè Mình sẽ đổi nó thành màu đỏ Nha à, Đâu rồi Xin lỗi bạn Đây Ok đây Mình vẽ luôn cho bạn Đó là cơ hội Cho bạn những cái lệnh số Đi xuống Nha Lệnh số đi xuống Nó xuống á Thì nó có thể là nó xuống tới Cái trendline màu đen này thôi Nha Trendline màu đen này rồi sao Rồi sao Nó quay đầu đi lên Tới cái Cái đỉnh kế tiếp là là đây rồi sau đó nó mới có ba cái sóng hồi hoặc năm cái sóng hồi năm cái sóng hồi có nghĩa là xuống 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 quay đầu lại lại với cái vùng giá này nhưng mà ba sóng thôi thì nó sẽ đáp cánh ở cái vùng này và nó sẽ bay lên với cái cái giá này và cái giá này và cái giá này nếu ba sóng đi lên thôi ba đó à, mình xin lỗi sóng số 5 đã đáp cánh ở cái vùng này rồi sóng số 5 mình xin lỗi sóng số 5 là nó sẽ đáp cánh ở cái vùng giá này có thể nó râu tới cái vùng này luôn cái vùng này luôn ok tám mươi bảy bốn bảy mươi chín nhưng mà nếu đã sóng số 5 và sau đó sóng số 5 xảy ra Đáp cánh ở những cái con giá này sau đó ba sóng hồi ok ba cái sóng hồi ok à, nếu mà nó đáp cánh ở đây ở đây mình cần một sự đột phá đúng không đột phá lúc nào cũng vậy hết ok ở đây mình cần một sự gọi là impossible ok một sự đột phá nếu một một sự đột phá xảy ra ở cái khu vực ba sóng hồi này á, thì con con giá nó sẽ lên rất cao ok rất cao thì tới đó là mình chia sẻ cho bạn sau con giá nào nó sẽ xác suất nó sẽ ngừng à, uh, để ý cái này nếu mà nó gọi là bập bên đi lên nữa ok để ý cái con này uh, để cái cái vành xanh này đổi nó thành vành đỏ luôn ok để cho cái uh, gọi là kéo nó xuống chút xíu đây đi ok ở đây có thể là đánh những cái lệnh nhỏ nhỏ thôi ok để lên tới đây thôi nè tới cái tới cái đường chỉ này thôi là nó sập xuống lại đúng không ok thì đó là cơ hội nho nhỏ nhỏ nhưng mà để cơ hội lớn nhất ngay bây giờ là nếu mà nó đáp cánh ở cái vùng này nè cái vùng này là okay. đáp cánh ở cái vùng này thì nó đáp cánh trên cái con 558, thì xác suất là sóng số 5 xảy ra thì đây là một cái chỗ để mình vô vô hàng. Sau khi sóng số 5 xảy ra, nó đáp cánh ở cái vùng này đúng không? Thì đây là những cái lệnh số để xuống 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 để lại để mình chốt đơn ba ba lệnh. Ok, ba ba sóng xuống. Xác suất là ba sóng. Ok, nhớ uh, thì nó cũng giống như hình này cái hình này lớn này. Hai cái khung màu đen này xác suất là 60% sẽ phá vỡ chỗ này đúng không phá vỡ đi xuống thì nó trùng hợp với là cái gì cái sóng cái sóng hồi của mình cái sóng hồi cái sóng hồi đúng không sóng hồi cái okay, phá vỡ đi xuống à, ngay bây giờ nói cái vùng này là đáy rồi là chưa có chưa có đủ tài liệu nghe mình cần năm sóng lên sau đó ba sóng xuống giữ giữ chân được thì mình mới nói được cái đây là cái đây là đáy à, ngay bây giờ mình chưa có thể nói là nó sẽ không tạo một cái đáy mới nghe ngay bây giờ là ngắn hạn mình chưa dựa theo cái thông tin vừa rồi mình chia sẻ để coi lại chốt đơn đây là cái một cái chỗ trục đơn đây là một cái chỗ trục đơn đây là một cái chỗ trục đơn ok cho những người nào đánh tương lai nhớ những cái này á đây là tín hiệu của spot mình chia sẻ cho vậy nghe vẫn anh anh em vẫn có thể dùng để chơi tương lai cho những người nào chuyên nghiệp nghe cho những cái người nào mà gọi là mới bước vô cái thị trường thôi á, thì đăng ký tín hiệu tương lai bởi vì tín hiệu tương lai thì mình sẽ cho bạn cái giá vô và cái giá ra và cái cái giá cắt lỗ thì bạn chỉ cài đặt vô cái máy của bạn thôi thì nó dễ dàng hơn vậy thôi Uh, sống số 3 có thể là vớ vẫn lên thêm chút xíu nữa ok rồi hồi nghe cái và sống hồi là cái sống mà mình gọi là đen đen thế nào nó cũng xác uh, suất là nó xảy ra rất cao nó sẽ xảy ra sau đó là sóng số 5 xảy ra ok nhớ giữ trên cái con giá này nhé năm 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 ok uh, có thể là nó đáp cánh ở cái vùng cái cái đường chỉ màu đen thôi rồi sau đó là bập bên thì nó đang nằm trong cái khung như vậy Thì mình nhớ là để cái khung đó Để mình chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn Mình cần năm sóng đi lên, ba sóng hồi để chứng tỏ Cái đấy vừa rồi là đấy ok Còn ngay bây giờ thì mình chưa ok Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này Nhớ hồi nãy mình đã nói cho bạn là mình sẽ cập nhật cho bạn Ethereum, Matic, uh, Ethereum uh, Bitcoin, Ethereum và Matic ok Và link Đồng link sẽ cung cấp tối hôm nay Ngay bây giờ mình phải bắt đầu cập nhật thông tin Để 3 giờ rưỡi mình sẽ có một cái phát trực tuyến Cái phát trực tuyến tối hôm nay mình chỉ có 27 phút để cập nhật thông tin ok cái cái phát trực tuyến lúc 3 giờ rưỡi có thể là một cái phát chuyển cực kỳ quan trọng tối hôm nay là một ngày quan trọng bởi vì nó là ngày 28 nha một cái ngày 28 trong tháng 10 á là một cái ngày cực kỳ bay bổng dựa theo lịch sử bao nhiêu chu kỳ vừa rồi thì ở tối hôm nay nó có bay gì không ok nhớ tối hôm nay chứ không phải là ngày bây giờ tối hôm nay bởi vì sao mình dự dẫm vô thời gian của mỹ tối hôm nay 8 giờ thì mới nó mới bắt đầu là 8 giờ của mỹ ngày 8 giờ của mỹ của ngày 28 của bên mỹ vậy thôi xin chào người Nhớ kiếm được kiến thức đừng quên ấn cái ngón tay giúp mình Có nghĩa là ấn vô chữ thích Vậy thôi Cảm ơn